Hình tượng gà bố mẹ trang trí ở công viên Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi tương đối ổn, nhưng ba chú gà con được nhiều người xem nhận xét giống chim sâu hơn. Đến thời điểm này, ông Hồ Tấn Hòa, trưởng phòng kỹ thuật Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi, đơn vị đảm nhận làm đẹp cho công viên Ba Tơ, thành phố Quảng Ngãi cho biết đã hoàn thành được 80% khối lượng công việc, dự kiến đến ngày 22 tháng 1, tức ngày 25 âm lịch tháng 12, sẽ hoàn thành việc trang trí cho công viên Ba Tơ. Và trong tổng kinh phí 3 tỷ đồng trang trí cho công viên Ba Tơ, biểu tượng cho cặp gà bố mẹ và ba chú gà con chiếm khoảng 57 triệu đồng. Trong khi đó, chính quyền Quảng Ngãi phải xin Trung ương trợ giúp gần 2.500 tấn gạo để cứu trợ cho người dân. Bị thiệt hại lũ lụt ăn Tết thì công viên thành phố Quảng Ngãi lại chi 37 tỷ đồng để trang trí đón Tết. Sự việc này đã làm không ít người dân trong tỉnh có ý kiến rằng làm đẹp để đón Tết cổ truyền không sai, nhưng không nên tốn quá nhiều tiền như vậy. Cần để dành để giúp người dân bị thiệt hại vì mưa lũ thì ý nghĩa và tốt hơn. Nhìn những hình ảnh những chú gà khủng ở trang trí ở công viên Ba Tơ của thành phố Quảng Ngãi mà thấy ngán ngẩm. Chỉ là những hình nộm các chú gà khủng để trang trí được làm một cách vô vụng, và cả những đống hoa trang trí ở công viên mà theo Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi đã hết 3 tỷ đồng, chưa tính tiền công và huy động phương tiện phục vụ. Cứ cho là giá gạo bây giờ thường là 15 triệu trên một tấn, thì 3 tỷ đồng trang trí công viên Ba Tơ thành phố Quảng Ngãi sẽ mua được 200 tấn gạo, một con số không hề nhỏ để giúp người dân vùng lũ thiếu gạo. Người dân Quảng Ngãi nói đúng, người dân đói, không có gạo ăn Tết. Tỉnh phải đi xin Trung ương, tại sao thành phố lại vẫn có thể chi ra một khoản tiền lớn đến như thế vào việc trang trí? Tỉnh giàu, kinh tế khá, người ta còn phải cắt giảm pháo hoa để giúp đỡ người nghèo. Còn Quảng Ngãi là một tỉnh nghèo, tại sao lại vẫn quen việc bùng tay quá chán? Đồng ý là Tết thì phải trang hoàng nhà cửa, nhưng cũng nên liệu cơm gắp mắm. Làm cái gì vừa phải để người ta trông vào đỡ nhức mắt. Đằng này, nhà nghèo vẫn bỏ ra hàng đống tiền để làm mô hình gà khủng như vậy, thật chẳng biết để đem lại lực gì. Tinh thần tự trọng của các địa phương phải xin gạo cứu đói là một câu chuyện đã từng được làm nhiều người đề cập đến. Và sau đây câu chuyện gà khủng ở Quảng Ngãi, chúng ta lại rút ra thêm một bài học, rằng chừng nào các địa phương còn chi tiêu kiểu vung tay quá chán, phung phí quá mức cho căn bệnh hình thức, bất chấp việc tỉnh nhà vừa phải đi xin gạo cứu trợ, thì chuyện cứu đói còn là câu chuyện xảy ra dài.